Ở tập trước, hai tiểu san đang trên đường tìm cha King San của mình thì gặp phải Sion. Biết được Sion đang bắt San vua, cả hai nhóc liền lao vào chiến đấu. Chóng mặt quá. Nhưng sao mà đỡ được với bình xịt của Sion? Cũng may là có Insan đến kịp thời. Sion liền bỏ chạy. Trong khi đó, Alpha và Erosan đang trên đường tìm King San thì gặp lại hết ghi. Tiếp tục đi về hướng cầu vòng thì Sion lại xuất hiện. Thế là cuộc chiến giữa Erosan và Sion San đã diễn ra. Khá là cân bằng, nhưng nhờ vào bình xịt pháp thuật mà Sion đã chiếm ưu thế. Alpha liền lao vào và thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình. Chưa đủ. Sion liền triệu hồi Killy Willy. Thấy vậy, Huggy liền xông lên để hỗ trợ Alpha. Cả hai con quái vật này đã có pha solo hấp dẫn và hài hước. Cuối cùng, Willy giành chiến thắng. Còn Alpha đang chuẩn bị hạ Sion thì một sợi dây ánh sáng màu hồng đã tấn công Alpha. Và đó là từ Erosan 505. Chỉ với một chiêu thức thôi mà Alpha đã bị hạ. Liệu tên 505 này sẽ làm gì tiếp theo? 404 và Team Pháp Sư sẽ làm gì để ngăn cản hắn? Mời các bạn xem tiếp tập 117 này nhé. Tập 117, trận chiến đỉnh cao. Sao hôm nay mặt mày bộn như vậy tên? Chán quá, làm bài không được. Tao cũng không thấy gì lạ hết á. Mày học dốt tiếng Anh đó giờ mà. Mày hay quá, mày làm được không? Mày nói câu hồ rồi, tất nhiên là không rồi. Mày suốt ngày cầm điện thoại chơi game, học hành gì? Chứ tao cầm cuốn sách là tao buồn ngủ à. Tao cố học mà học không có vô. Ủa? Hai đứa đi học xong về đi, đứng đây làm gì vậy? Em buồn quá phú sư ơi. Làm gì buồn? Em thi tiếng Anh không có được. Đúng rồi đó phú sư, tình hình này là chắc hai đứa em ở lại lớp quá. Thì đúng rồi, thấy hai đứa cầm điện thoại chơi game tối ngày, học hành được gì đâu. Trời ơi, em cầm cuốn sách em đọc là em buồn ngủ à. Em chơi game chưa đỡ buồn ngủ mà. Phải chi mà có cách học tiếng Anh á. Đỡ chán như hay biết mấy. Tất nhiên là có rồi. Ủa, gì vậy bác sơn? Đây là app Duolingo, bao gồm có 40 ngôn ngữ, gồm tiếng Trung, tiếng Nhật và cả tiếng Anh hai đứa đang cần nữa đó. Ủa, nhưng mà nó có giống đọc sách đâu bác sơn. Tại nó mà giống, em buồn ngủ lắm. Biết mà, vấn đề này thì hai đứa yên tâm. Học cái app Duolingo này thì vừa đơn giản, thú vị như chơi game vậy đó. Đặc biệt, ngoài có hơn 40 loại ngôn ngữ, Duolingo còn có ngôn ngữ của rồng trong game Android nữa đó. Có nghĩa là vừa học ngôn ngữ mà có thể chịu hồi rồng luôn á. Vậy bác sư chịu hồi rồng cho em coi với. Hồi điều ba, chịu hồi rồng ra phun lửa chết cả đám hả? Hay vậy bác sư, mà cái app này có tính tiền vậy bác sư? Tụi em là học sinh, tụi em không có tiền đâu. Yên tâm, cái app Duolingo này hoàn toàn miễn phí. Ôi, có app này rồi, em không sợ môn tiếng Anh nữa đâu. Thôi được rồi, giờ hai đứa về nhà, tải app này, học đi nha, pháp sư đi à. Ủa, pháp sư đi đâu hả? Đi cứu sanh vua. Đi cho em đi, heo đi cho em đi heo. Thôi, đi về học tiếng Anh. Tới rồi. Dạ. Đây chính là nơi sanh vua bị bắt cóc nè. Vậy mình đi vô pháp sư. Không nữa, không thấy gì hả? Thấy gì vậy? À, thấy rồi. Thằng Sion với robot đang đứng canh. Dạ. Giờ... À đúng rồi, pháp sư có cách này. Sao pháp sư? Giờ anh với San. Dạ. Đi hướng này. Ờ. Sì chim làm nhiệm vụ đánh lạc hướng nó nghe chưa? À, ok. Rồi em hiểu rồi. Hả? Trời đất ơi. Hey, robot, mày coi thằng ngáo quốc tế kìa. Nó tưởng tao mày không thấy nó hả chứ. Nó trốn kỹ ghê.
Sao không ai phát hiện mình? Ừ, mày trốn kỹ ghê. Giờ thì bị phát hiện rồi. Ủa, em bị phát hiện rồi hả? Đúng rồi. Vậy thôi em đi nha. Ê, đâu mà dễ vậy? Mẹ em gọi cho em đi đi. Nóng hoài vậy. Tôi đi đi trời. Rồi mày làm gì? Nãy xa. Sao? Sao mà ngay lên mày tới một chuyện tao á? Gì? Tới một chuyện hả mày? Gì? Mày liếc ai vậy? Hả? Mày đụng tới tao là sai lầm lớn rồi đó. Chùm đờ kêu. Tình nghĩa anh em mấy lâu nay. Hả? Mày nói gì vậy? Vốn như vậy không có chừng. Khùng nè. Bất khùng như vậy. Khùng nè. 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 Bưởi sơn cho thơm rồi mày. Tròn cho thả tao nè. Ý. Tranh thủ pháp sư ơi. Nhanh lên. Nhanh lên. Không thấy sinh vua đâu á. Ơi, không biết Sanh vua bị nhốt ở đâu nữa. Dạ. Kiếm lại dọn ra. Ơi, Sam, ta đây nè. Ơi. Ý, Sanh vua kia. Đúng rồi, ta đây nè. Lại cứu ta. Ê, hang đuôi. Trời ơi. Ủa, ta đây nè. À, thì ra ở đây. Ủa, đứng đây hả ông nội? Ừ. Sống lạ lên, em hình nè. Ta là như là bò gống vậy đó. Hai đứa bay, có nghe được gì đâu. Ủa vậy hả? Ủa mà sao không nhảy qua hoặc chui ra hàng gạo núp trong đây đợi ai cứu nữa? Hả? Xung quanh đây có một hàng gạo ma thuật. Ra được, ta ra rồi. Hả? Kêu hai đứa bay làm chi? Cứu không được hả? Ừ. Kìa. Vậy thôi về. À. Ôi pháp sư. Ở lại cứu Sam vui chứ. Ông xạo á. Có thấy cái hàng gạo gì đâu. Hả? Nhìn pháp sư nè. Ừ. Hả? Nói rồi. Ủa có cái gì thiệt kìa? Trời ơi, chắc pháp sư yếu á. Pháp sư nhìn em nè. Ấy. Pháp sư kẹp em. Ta đã nói rồi, thật sự ở đây có một lá chắn rất là kiên cố. Đã đến nước này. À? Xin ra sanh. Dạ dạ. Tính làm gì vậy pháp sư? Pháp sư xíu. À, pháp sư, có sao không? Đã tới rồi. Ai vậy? Ngươi là thằng nào? Với chiêu thức này, với hình dáng này, thì em đoán là lại là 404. Ủa nha. Vì sao vậy? Thứ nhất, 404 không bao giờ tấn công mình. Và tự nhiên đi bắt cóc Sanh vua hết. Thứ hai, 404 có màu xanh. Còn này mặc đồ màu hồng bê đê. Ủa? Không, nói em. Không phải đâu em, nơi đó. Hà dậy đi, em còn có thể chấp nhận bỏ qua được. Nhưng mà pháp sư nghĩ nó là cái thằng Sanh. Thôi mấy thằng ông nội. Đây chính là 505. Nó mạnh bằng hoặc hơn 404 đó. Hả? Mạnh bằng hoặc hơn 404. Mai cho mày á, hôm nay tao vui. Không kiếm chuyện mày. Mai mày á. Ôi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Gió nó không chịu ngừng luôn. Chết cha mày với tao rồi. Chết cha mày luôn á. Tao nhịn mày hơi lâu rồi đó. Ủa mà mình không nhịn nó, mình làm gì nó pháp sư? Gán nhịn nó đi em. Đi. Nhây. Thôi đừng nói nữa. Quốc nó pháp sư. Mày có hai tay đã bị khóa rồi. Tao còn tay nè. Ôi nha. Sao pháp sư đánh vô mặt em? Ủa, thằng đâu cũng đeo rồi. Đánh méo mặt luôn nè. Ủa đâu rồi? Hả? Chạy hả bạn? Chạy hả bạn? Dạ. Để pháp sư
Cẩn thận nha pháp sư. Giáng Long Hạ Phàm. Hả? Long, Long đâu rồi? Ôi, pháp sư có sao không? Trời ơi, bị chứng rồi mày luôn. Hả? Ê, ê, thằng kia, mày làm gì pháp sư vậy? Ê, thằng này, hả? Thằng làm gì vậy ta? Hả? Ủa? Pháp sư. Pháp sư, đứng dậy. Không được đâu. Để em. Ê, em. Cô pháp sư sẵn ơi. Dạ, ê. Ê, nó cứng quá à. Tao mà thoát ra được. Thoát ra được hả? Nói ông nội. Ê, tới đây làm gì vậy thầy ông nội? Cứu ông với làm gì? Cứu chưa? Chưa. Trời. Pháp sư và Sanh Vô cứ yên tâm, em sẽ cứu mọi người ra. Pháp sư tin em, cố lên Sanh ơi. Ta không tin. Hả? Cứ tin đi. Hãy xem Sanh nè. Chưa đâu. Hả? Blaster Gaster của mình. Được lắm. Hãy xem cục xương của ta. Ấy. Hả? Hắn quá mạnh. Ấy. Sanh. Hay. Với sức của Sanh sao mà đỡ được? Cứu lên Sanh ơi. Ý, ta không dễ bỏ cuộc vậy đâu. Hả? Cục gì mà hồng vậy? Hả? Trời ơi Sanh, cái đầu con nhỏ. Thôi, toàn. Ta đã nói rồi, Sanh này không bao giờ bỏ cuộc. Nhìn cái gì hả thằng kia? Ủa, gì chớp chớp vậy? Gì? Mày nhảnh gì? Mày hãy xem, dép hồng thần trưởng thật sự là đây. Vẫn chưa hết đâu bạn. Xem nè. Hả? Dép hồng thần trưởng. Thấy sự lợi hại của Sanh dép hồng này chưa? Cái gì vậy? Hả? Sanh. Ê, chết thằng nhỏ rồi. Sanh, bạn có sao không? Hả? Anh Pha. Bây giờ bạn hãy mau đi báo anh trai của mình đi. Tôi biết rồi. Tôi đi đây. Ơi, con chó tôi. Cảm ơn anh Pha.
505, ngươi không được động đến bạn của ta. Ý, hay quá anh Pha ơi. Tốt lắm. Ta vẫn không hiểu sao ngươi lại làm hắc. Thì ra ngươi lại muốn chiến đấu nữa chứ gì. Hãy xem đây, bét của ta. Ngươi thấy bét của ta, ngươi gán. Cái gì vậy? Ngươi cũng có bét nữa hả? Nhưng mà bét sao kia nhá? Quả cầu năng lượng alpha. Sao nhá? Nãy thấy nó nhiều lắm mà. Thử đi đánh nó coi. Đánh nè. Ngu thì tao đánh. Trẻ trâu thì tao đánh. Mày nha mày. Mày bóp tao đánh nhiều hơn nữa. Tao đây. Ủa? Hả? 404. Mày dám đến hàng ổ của tao hả? Mày ngon lắm. Tránh nè. Hả? Bình xịt của ta. Mày. Ê. 404. Vì mày mà ta ga nồng nổi này, mày phải chết. Đáng đợi mày chưa, đợi mày chưa, chứ nữa. Ngươi hãy xem nắm đấm lửa của Alpha. Dù thế nào đi nữa, ngươi vẫn là cái yếu hơn anh trai ta. Chỉ là phiên bản pha kè của anh trai ta mà thôi. Chỉ cái gì? Cái đồ pha kè. Trai, anh tới rồi. 404. Dạ có sao? Nó đánh em hơi đau á anh trai. Kỳ vậy mấy ông nội. Ê. Đi cứu người giờ không ai cứu chứ. Chán tóc xì quá. Chào mọi người. Hả? Ê Toriel. Bà về. Toriel, hãy cứu tôi ra khỏi đây. Dạ đúng rồi bà về. Cứu con nhanh vô đi. Ở đây bực bội dễ sợ luôn á. Ta thật sự không thể cứu con được. Hả? Nhưng ta có cách. Vậy chứ sao? Con hãy làm theo hướng dẫn từ dòng chữ dưới chân con. Hả? Dòng chữ hả? Đâu 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 đâu, để con coi. Ui. Ủa mà dòng. Ủa mất tiêu rồi, chưa kịp hỏi nữa.
Ôi, có chữ hiện lên kìa. Những dòng chữ này nghĩa là gì vậy? Lab Tree Times. Theo ta đoán, ngôn ngữ này ghi bằng tiếng Anh. Là gì vậy? Có nghĩa là xanh du rất mạnh, pháp sư non. Cùng nóng nổi. Hả? Tầm bậy bạ không à. Chứ sao? Cái này á, thật sự nó ghi là vỗ tay ba cái. Vỗ tay ba cái? Đúng rồi, Lab Tree Times có nghĩa là vỗ tay ba cái. Không ngờ pháp sư cũng biết tiếng Anh. Trời, đó là nhờ ngày nào pháp sư cũng chăm chỉ mở app điện thoại Duolingo học ngôn ngữ trong đây nè. Rất là phổ biến trong và ngoài nước luôn. Có hơn 40 loại ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, chung nhiều lắm. Nhưng mà học mấy cái này ta làm biên dư lắm. Trời, yên tâm, học cái này á rất là thú vị, đơn giản như chơi game vậy á. Cũng được. À, khi nào có tiền rồi ta học. Trời, làm vua mà than không tiền hoài vậy. Thiệt mà. Mà không sao đâu, app này hoàn toàn miễn phí. Hả? Thiệt hả? Ok, khi nào thoát ra khỏi đây ta sẽ tải về và học nó. Ok ok, mà trước tiên phải làm theo hướng dẫn này, thoát ra khỏi cái tù này trước đã. Ok. Rồi rồi, chuẩn bị vỗ ba cái nha. Ừ. 1, 2, 3. Hả? Để thử. Ừ, làm đi. Hả? Ủa kỳ vậy? Chứ mẹ bà dê gạt mình ta. Người ngu quá. Một người là ba cái, hai người là vỗ sáu cái rồi, hiểu chưa? Ờ ha, hợp lý, xứng đáng làm vua. Để vỗ thử. 1, 2, 3. Người thấy chưa? Ê, đừng thế. Thôi rồi, mà nay nó chạy, mau lên. Thôi rồi. Anh trai, em chưa kịp coi gì luôn á. Còn tôi nữa anh Pha ơi. Ui, anh trai bạn chuẩn bị chơi chiêu gì kìa. Hay quá anh trai ơi, số 1. Không xong rồi, để tôi phụ anh trai. Thôi, anh Pha, cứ để tôi. Hả? Nhóc này, có chắc hôn dạ xanh. Ê, nhóc, chuẩn bị ăn dép hồng nè mày. Gì? Nhìn gì? Tao chọi đó. Mày làm gì tao? Nãy chưa nói chuyện xong hết với mày đâu đó. Hả? Ê, chơi chói mày. Ê, thả tao ra. Trông mặt quá à. Ê, thả ta. Tôi nói rồi San ơi, không có chịu nghe đâu. Gì vậy trời,
đang đánh nhau gây cấn hấp dẫn luôn á. Hai này rảnh thiệt. Hay quá anh trai ơi, đấm vô mặt nó luôn đi. Hắn đang sử dụng viên kim cương của Xanh Vua. Trời ơi là trời, tự nhiên chiếc dép của tôi mất tiêu luôn. À, không có gì, hai anh cứ đánh nhau tiếp đi. Em bị mất chiếc dép, đang kiếm không biết đâu. Đâu người ta? Hả? Hết ghi. Ôi, cảm ơn bạn nhiều nha. Em đi liền, em đi liền. Ủa sao anh quay lại đây chi vậy? Coi đánh nhau chứ chi ba. Dừng lại anh trai, có sao không anh trai? Nó dám đánh anh hả? Em không bao giờ bỏ mặc anh được, anh cứ để em. Mày dám đánh anh tao hả? Mày dám đánh bạn tao hả? Cố lên anh Pha ơi. Tụi mình phải hợp sức lại với nhau mới có thể chống lại nó. Không cần đâu San, mình sẽ dùng quả cầu Alpha để hy sinh và tiêu diệt hắn. Hả? Sao? Sao lại như vậy? Đã ra nha. 505 đã ra nha. Không ngờ hắn đã có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. To rồi Alpha ơi. Anh trai
Em cảm thấy mệt lắm anh Bốn ơi. Anh Phan, đừng bỏ tôi bạn ơi. Anh Pha, cố lên bạn ơi, tôi sẽ gắng giúp bạn, đừng bỏ tôi. Bạn ngồi đây nghỉ ngơi đi. Hả? Bốc bốc bốn không bốn mọc 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 cánh. Dừng lại. Thằng 404 ngu ngốc. Cứu em. Ê mày, thả xì châm ra. Bước tới, ta bắp chết thằng nhóc này đó. Còn 404, mau thả 505 ra. Nếu không, Qua đây xì châm. Đáng đời mày chưa? Thả ta ra. Ngươi định làm gì ta hả? Hay quá 404, cuối cùng thì hắn cũng đã bị tiêu diệt. Còn anh Phan thì chuyện nhỏ mà. Ok, đi mạnh khỏe nha. Bye bye. Ui, khỏe rồi xì châm ơi. Giờ mình đi kiếm pháp sư và sanh vua coi họ sao rồi. Đi. Chào các bạn, như vậy là kết thúc tập 117 rồi. Pháp sư mong rằng các bạn có những giây phút giải trí và học hỏi được nhiều thứ nha. Nhất là học hỏi tiếng Anh qua app Duolingo á. Các bạn cũng đừng quên tải ứng dụng Duolingo và học 40 ngôn ngữ với các trò chơi thú vị mỗi ngày. Hơn hết, nó hoàn toàn miễn phí. Link tải app ở trong phần mô tả bên dưới.